Chào cô. Dạ. Lô vô luôn. Bán tôm cua. Vô một khúc luôn. Quan trọng là có người đến mua nữa. Rồi bán gạo luôn. Dạ. Cháy hình. Vậy hả? Trời ơi, thiệt. Ok. Thôi giờ mua giùm nha, vú sữa nhiêu cô? Cho con ký đi. Ôi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 10 giờ sáng ngày 18 tháng 2 năm 2021 ha. Tức là mùng 7 Tết và mình đang có mặt ở khu vực chợ Xóm Củi, quận 8. Chính xác đây là đường Phong Phú, phường 11 quận 8 ha. Hôm nay mình đi chợ hơi trễ chút xíu bởi vì tối hôm qua mình có đi nhậu với bạn bè. Trong mấy ngày Tết thì tối hôm qua là ngày đầu tiên mình đi nhậu bên ngoài. Rồi chúng ta cùng tham quan chợ ha, đi một vòng thôi, ghi lại hình ảnh xưa. Chợ Xóm Củi thì mình đã quay một lần rồi, quay hết luôn toàn bộ chợ cách đây khoảng độ hơn một năm. Rồi chúng ta đi về hướng bên đó. Ở đây là một cái xe bán hành, bán cải dài. Chào chị, mua mấy bán đắt ha. Dạ. Đấy, cải dài, cà chua, rau diếp cá, cà tím. Rồi, đi một vòng. Dạ. Cảm ơn chị. Bữa nay thì chợ không có xôm tụ như mấy bữa trước. Ý nói là vẫn còn Tết á, để hoa ly. Ê. Dạ. Có gì không cô? À, hoa ly. À, đầu năm á. Hoa ly bữa nay bán sao cô? Dạ. À. Đẹp quá ha. Rồi. Quảng cáo rồi bán. Dạ, ở số 35 Phong Phú. Đó, có số rồi đó. Đó, có gì qua đi mua hoa ly. Qua Đồng Tiền. Qua Hướng Dương. Ngoài này. Dạ. Đó, chú này đang làm nè. À, tiếp xúc xa mà. Được rồi. Cẩm chướng. Đó các bạn. Dạ. À, cắt tường, khoa kia cắt tường. Dạ. Đó, em có thấy Hướng Dương. Đó. Được chưa? Đó. Nói con gái là có người mua hoa liền nghe chưa? À. Thôi chúng ta tiếp tục đi các bạn. Dạ. Hoa Huệ nữa. À. Qua bên đó trái cây. À, những ngày bình thường á, cái khúc này phải nói rất là đông các bạn. Có cả bán cháo đậu nữa. Cháo đậu đều là ngon nha, của một bác lớn tuổi lắm. À. Chào cô. Yeah. Mua mày bán đắt cô hen. Dạ. Xoài quá trời xoài nè. Cá Hòa Lộc. Dạ. Cá Hòa Lộc bữa nay nhiêu ký cô? 40, 50, 60 thì theo loại nhỏ lớn. Dạ. À, xoài Thái nữa. Thái 40 ngàn. Dạ. 35, giá nào cũng có bán được hết. Cho con 1kg xoài Thái đi. Dạ. 1kg thì đâu có đủ ăn. Dạ. Lấy ra xong xong rồi lấy chín chín. Lấy giòn giòn mà ngọt là được rồi. Dạ. Ông nhà có nhiều trái cây lắm, mua ủng hộ cô. Đấy, mảng cầu quá trời nè. Đầu năm buôn bán sao cô?
buôn bán sao mấy bữa nay sao? Thì năm nay thì làm ăn có đỡ hơn năm ngoái một chút. Đỡ hơn năm ngoái một chút hả? Thì là mừng rồi. Dạ. Rồi là chín mốt mà chín mốt được thôi. Dạ, cảm ơn cô. Có cái gì đó không? Dạ không ạ. Mới nói có người vô liền. Đó, nãy vô quay cô rồi đó. Rồi con đi nha. Rồi. Chợ ở quận 8 rất là thân thiện. Đây. Rau củ quả. Rồi, hột gà, hột vịt. Chào cô. Dạ, tại con dậy trễ. Dạ. Dậy trễ quá. Mà giờ nghe tiếng cười đủ rồi. Dạ. Rồi, con chào cô. Chúc hai cô mua may bán đắt ha. Dạ. Qua bên đây bán lá thuốc dồi, bán ba cái đồ nấu nước mát nè. Ồ, có trứng gà so nữa kìa. Trứng gà ta chứ. Rồi. Mình đi tiếp. Đây. Quýt đường. Dạ. Quýt đường, quýt đường. Quay quýt đường. Dạ, chào. Thôi, chào anh ha. Cảm ơn anh. Ủa vậy luôn. Số 11 Phong Phú bán quýt đường. Nhiêu ký anh? Hả? Nhiêu ký? Có 35 nghìn ký vậy à. Ủa bên này hạ giá rồi hả? Hạ luôn á. Wow. Thiệt luôn à, bữa nay có 35 ngàn ký à. 35 ngàn ký bè. Cho em ký đi. 2 ký luôn đi. Thôi, nhiều nhà còn nhiều lắm thiệt. Bộ ủng hộ. À, hai người đó à, bán cơm tấm á hả? Dạ. Đưa lên mạng. Lên mạng mà mình đâu lên mạng phải có quà cáp gì, lên mạng rồi. Không có gì đâu, phải có bao lì xì đó đổi cho nó hơn. Yeah. Lên mạng không, không có bao lì xì chứ. Rồi. Anh ăn hết cúng rồi hả? Dạ ăn. Ăn là cái dụng ăn. Dạ. Cái rưỡi nó đi 50 thôi. Rồi bán đi anh. Dạ. Đây luôn. Rồi quảng cáo về đây nha. À về đây nha. Quýt cái bè nổi tiếng ngọt ngay. Phong Phú đi ra các bạn. Chào chú. Bạn nào mà thường mua vàng mà rồi đổi tiền đô á, góc này Tân Mỹ Hưng, Thủy Tân Mỹ Hưng. Số 1 Phong Phú. Cái đợt mình làm từ thiện thì mình cũng thường xuyên mang tiền ra đây đổi. Và đây là góc Tùng Thiện Vương, Đinh Hòa ha. Bên kia có bánh mì, bán bánh mì cà vé rất là ngon. Cái cô ngồi bệnh á, bán cà vé ngon các bạn nha. Và đây là cái mặt chính của chợ Xóm Củi. Mình đang đi ra nè. Bên phía tay trái là cầu Chà Và. Ở đây thì có bánh mì Kim Sơn, góc tay phải nổi tiếng. Đây, cà phê và trà. Bánh mì Kim Sơn. Đó, bánh mì Kim Sơn các bạn. Rồi, qua đây tới vú sữa nữa, trái cây. Rồi, ba cái đồ cúng. Mình đi vô trong phía này nha. Ở bên kia cũng còn đường nữa. Đó. Ba cái mặt hàng đường nè. Đây. Hoa cỏ. Chào cô. Trái cây nhiều. Đây đẩy lên cho các bạn thấy cái hiện trạng của chợ Xóm Củi nha. Cái tòa nhà nó xuống cấp mình nói từ năm ngoái rồi đó.
Rồi. Bảy tám giờ sáng đi chợ sẽ đông hơn. Vậy chứ cũng kẹt xe chứ bộ. Ồ, bé dễ thương quá trời. Chầu cao. Quần áo. Chào cô. Đây. Dạ. Mũ chơm. Xương xa. Chào cô. Dạ, chúc cô mua quay bán đắt ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Đây bán trứng. Wow. Há cảo. Hoa cũng nhiều các bạn thấy không? Chợ sớm củi khúc này cũng vui lắm. Ở bên ngoài lòng chợ vui hơn. Hoa ly bữa nay nhiều ghê á. Dạ. Đây quay luôn cô hang. Dạ, quay hoa đó. Rồi, chúc cô mua may bán đất. Dạ. Đầu năm nghe vậy là vui rồi. Đây. Tỏi ớt. Đủ hàng. Qua wow, mua mấy cái quần. Sorry. Rồi. Nghe. Nghe cái tiếng đít xe đau đầu quá. Wow. Chợ sớm củi. Đây là cái góc đường đi ra đường Phong Phú nè. Dạ. Đó, cái hướng đi ra bên kia đó, Phong Phú. Rồi, cua tôm. Có xôi. Thấy người ta buôn bán được mà thấy vui à. Gọi là sự trôi chảy liên tục. Chào cô. Dạ. Lô vô luôn. Bán tôm cua. Vô một khúc luôn. Quan trọng là có người đến mua nữa. Rồi bán gạo luôn. Dạ. Cháy hình. Vậy hả? Trời ơi, thiệt. Ok. Thôi giờ mua giùm nha, vú sữa nhiêu cô? Dạ, vú sữa 4 đồng. Cho con 1 ký đi. Dạ. À. Vú đâu có sữa không hả? Bảo đảm là có sữa, không có thêm sữa nha. Vú sữa luôn. Đâu làm vú à, vú vú đi. Vú à, vú. Vú. Vú có sữa nhiều vú. Đâu làm vú bảo đảm. Dạ, tôi bực bán tô chén. Không vui. Rồi rồi, chờ tí con mình con làm chịu đâu. Từ từ. Đứng không biết chị đứng bán chưa? 60 đúng không? 60 luôn rồi. Con 70 cô ơi. Thiệt, nghe là biết liền, trời, mừng quá trời. Trời ơi, cơ thật dạ. Ông Hoàng Hoa đó, ông
coi từ ông coi như mấy cái điểm sắm nè. À. Dạ dạ. Quá trời còn nhớ, hay quá. Mà tên nhiều biết tại. Mà em đeo khẩu trang mà chị nhìn cũng ra luôn. Quá tuyệt. Kết thúc là em nó còn đưa nguyên cái mặt lông của em lên rồi. Em đưa nguyên cái mặt. Đúng rồi, đúng rồi. Tại em đi quay vậy không nè. Rồi chào chị nha, lấy em quay lại. Em quá mà phải không? Thầy thòn dành á. Dạ. Dạ. Mình quay một cái chợ. Qua năm sau quay lại họ vẫn nhớ mình. Quá trời. Nãy giờ 3 kg trái cây rồi. Đấy. Củ sen, củ năng. Ờ. Ghê. Ồ. Từ. Quay nào, quay nào là quay đi. Dạ dạ. Thôi xe, để cho xe qua. Rồi, kính thưa các loại bánh luôn. Đây là hàng xôi chè của cô Mỹ Dân nè. Ủa gì hả? À, xôi chè của Mỹ Dân, dạ rồi, ủng hộ. Cái bánh bánh bò này bán sao chị? Bánh bò nó nhiều giá lắm cơ. À. 25 ngàn, 35 ngàn hả? Vậy cho em cái loại 25 ngàn đi nha. Rồi, đó cái 25 ngàn á hả? Dạ, đó, vô là mua. Dạ không? Vậy hả? Rồi, ok. Nổi tiếng đúng không? Nhưng mà thấy đâu có khẩu trang là không thấy mặt đâu. Cứ vô kia. Muốn thịt nướng hả? Ông kia mình vô mà. Vô đi. Đâu rồi, bún thịt nướng của vậy của ông này chứ đâu phải của của chị này. Của chị này nè. Wow, nghe cái mùi thơm quá trời luôn vậy. Đây, bún thịt nướng chợ Sâm Củi. Rồi. Ba đời luôn hả? Mà một tô bán sao cô hả? Một tô mình bán sao chị? Tô hả? Dạ. Ờ đó, vô tới chợ Sâm Củi giá nó mềm mà. Dạ. Dạ. Nghe thơm quá trời. Dạ. À. Mấy chục năm rồi, năm 60 năm ba đời. Năm 60 năm ba đời. Từ bà ngoại tới giờ tới má. Wow. Cho bánh hỏi nhiều hỏi không? Bánh này. Bánh hỏi nổi tiếng hả? Ô lị thòn dành luôn. Nó thơm lắm. Là ăn lại mấy cái. Ăn gì? Nó xì lại nó sạch mà. À. Cái này hủ sịt hả? Hủ sịt lúc năm hủ sịt. À, lúc năm hủ sịt. Hủ lèn. Nà nó sịt xí hả? À. Cái bún tô này nè. Bún chả lắm. Dạ. À, chế đi quận 5 rồi chế về. À, chế quận 5 về đây ăn luôn hả? Quận 2. Quận 2, wow. Chế muốn ăn rồi vô đây ăn không? Dạ. Quận 2 chạy tới lại đi. Rồi. Bữa nào em ghé qua em ăn thử nha. Nha. Dạ, bữa nay hơi bận xíu. Dạ. Rồi. Rồi, chắc chắn luôn á. Dạ rồi, nhớ cô bún riêu rồi đó. Thấy bún riêu. Đây, phía bên trong chợ. Rồi, mình đi ra lại ha. Rồi, tôi chào cô. Cảm ơn nha, dạ. Đi hồi lát nhớ mình mua gì. Nãy giờ mua quá trời. Rải đi hết rồi. Có gì vậy? Ở đây chú này bán cà tím nữa. Mà chào chú mua mày bán đắt nha. Dạ. Rồi đi. Ê, bánh cũng nhiều lắm quá trời. Đấy. Rồi. Tiếp đi. Có bán cái trò chai không?
Rồi qua tới hàng kia là hàng thịt không à. Thấy cô này dễ thương quá. Con chào cô. Mặt hiền á. Rồi đi qua mấy hàng thịt. Rồi đây súng kèo nèo. Ừ. Trong rồi. Đây cũng là cái chợ mà bà ngoại thường xuyên đi á. Rồi khô mực luôn. Trong chợ cái gì cũng có ha. Tôm, cua. Chào chị. Chú chị mua may mắn đó. Dạ yeah. Rồi, ra đây rồi các bạn. Đây, chợ sớm củi. Rồi, mình xoay một vòng luôn. Đó. Rồi đi ngược lại các bạn. Đi đủ một vòng chợ sớm củi ha. Bên đây bán cá nạo. Rồi. Nghêu sọt hến. À, có ốc tỏi nữa kìa. Rồi, ok. Vé số thần tài. Ở đây bán bán mặt hàng khô. Đấy. Đằng kia có nạo dừa. Khu vực này nạo dừa, bán lá dứa, bán chuối. Lá dứa kìa, thơm quá trời. Ai mua nước dừa, mua nước cốt dừa, mua lá dứa cứ ra khu vực này. Thấy không? Quá trời. Rồi. À, đưa về hải ngoại cho mọi người xem. Ôi trời ơi, à, nước dừa, nước cốt dừa, nước lá dứa. Dạ. Đâu, đâu. Chúc anh chị mua bay bán đắt nha. Cảm ơn em. Dạ. Bữa giờ mình khai trương mừng mấy cô hả? Mới khai trương qua. À dạ. Từ từ rồi sẽ trở lại nhịp sống bình thường hết. Hy vọng là năm nay á chị ơi. Ừ. Con trâu đánh con bi chết cho rồi đi. Rồi, dạ. Rồi em chào chị. Dạ. Năm nay chỉ còn mong vậy thôi. Rồi, con trâu mạnh mạnh đánh chết con bi đi. Bằng lá chuối nữa. Trầu câu. À.
lá chuối, chầu cau. Đấy, bên trong nhiều quá. À, lá chuối. À. Đằng kia bán mía kìa. Để cúng mà. Mình nhớ là mùng 10 cúng thần tài đó, còn cúng gì nữa mình không nhớ nha. Đây. Bán vé số cũng khá là nhiều. Đây. Đây, đi. Corona đang trở lại Việt Nam, tình hình cũng khá là nghiêm trọng các bạn. Thì khoảng thời gian này chủ yếu mình sẽ tập trung ở Sài Gòn, đi quay lại các chợ của mình đã quay hơn một năm ngoái. Khu vực để bán vàng. Hết chỗ đi luôn rồi. Hết chỗ đi rồi. Đi ra. Đấy. Ra ngoài. Đấy. Mua vàng thì qua đây. Đằng kia bán bánh tét Trà Cuôn của tỉnh Trà Vinh. Toàn bộ là vàng ha. Ngay cái ngã ba này các bạn quẹo phải sẽ có cơm tấm, gọi là cơm tấm của Cao Bồi, ăn cũng ngon lắm các bạn. Hồi bữa mình có quay rồi, cơm tấm Cao Bồi. Khu vực quận 8 này mình cũng quay khá nhiều món rồi đó. Đây cầu Trà Và. Cà phê giải khát mang về. Đấy. Đi bộ hết một vòng chợ rồi. Đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.